Đây là trong nhà hàng Mokoto ở Vancouver, Washington. Hôm nay thầy gọi đi ăn bao bụng. Người lớn là 21,9 nha. Khung cảnh ở trong cái nhà hàng này nè. Đang đợi mình chờ ghi tên vô là cái giờ mình đợi nó kêu tên mình thôi, đông quá. Bây giờ mình đi ăn đồ nóng trước nè. Đây là lem. Đây là tôm rang muối, mực rang muối, tôm giò, nhiều nước, và đây là phần vô liền biết. Tôm mì, orange chicken. Mình đem lại cho tâm kêu tâm nó ông nấu. Đây là sushi nhưng mà cá chiên, cá chiên lăn lộn. Đây có bánh cam sashimi bò, đây là sushi, California roll. Sushi lấy cá sống, đẹp quá trời luôn. Đây là cá, tôm với lại cải muối. Hôm nay ăn tôm quá, ta ăn hết trơn. Có sầu, có tôm luộc, tôm luộc mình ăn với lại có hơi sauce. Ăn được thử ra. Hôm nay có nhiều nấu, nấu lên nhà hàng. Rồi có kim chi nè. Thôi là lấy đồ ăn, mình lấy miếng thịt, mình đợi em lại cho người ta nấu. Lấy miếng thịt vào, rồi miếng cá, miếng cá nè, cá ba sa. Này là mực, rồi muốn rau cải gì đó mình lấy vô thêm. Miếng hành, có tôm nữa nhưng mà tôm hết à. Đi qua thế là thấy là cá này mình lấy thêm miếng nữa. Rồi mình đem lại đây để ta mời cho người ta nướng hay là ăn nấu lại, lại ăn lấy cơ lấy cua ăn nè. Và cua, cua nè mình lấy đây, cua này nó mềm lắm, ăn dễ ăn lắm. Lấy ít cua nè. Mussel nướng. Lấy hai con mussel nướng. Cái nhà hàng này á, bây giờ nó bán cũng giá, cách giá cũng được cho nên người ta ăn rất là đông. Có 21,99 ăn thoải mái luôn. Tôm rang muối. Lấy một
cái nào của mình cũng thử một mầm một ít nha. Này là orange chicken. Miếng mì, miếng cơm chiên. Mì nó xào mì ngon lắm. Không có thịt gì hết á. Cái gì là cũng lấy miếng tí ít ít làm cho nó cho biết. Ăn miếng gà. Rồi, bây giờ mình ăn nè. Kho thích. Kho thích cái to ghê luôn. Thấy cái đầu nó to ghê luôn, có hai cái càng. Đó, mình lọc ra. Cái con này nó cũng tính lắm đó. Những nhà hàng này à, ăn ba bụng 22 ngàn, 22 đồng rồi. Mình ăn thoải mái luôn. À, các nhà hàng này ở bên Google, à, các bạn bỏ vô cái chữ Mokoto á, thì nó ra chữ M-O-K-O-T-O. Ở đường 164 nha con. Ở con xa xíu nó nhỏ xíu vậy nè. Cua. Cua rang muối. Rất là dễ ăn luôn. Đây là miếng cá hồi. Nhìn nó ngon ghê luôn á. Cá hồi. Miếng wasabi nha. Cái này là mắt sầu. Mắt sầu nó bỏ mayo lên cho nó rẩm nướng á. Rất béo rất ngon. Kho tức. Ăn cua rất là ngon. Cua ngon. Cái này đẻ xanh nó có cái càng không ớt. Mình bẻ cái nguyên ra mình ăn. Ở trong đây thịt thật là thịt luôn. Thịt cua rất là ngọt luôn á. Vô đây là phải chừa bụng để ăn. Ngon lắm, nhiều đồ ăn rất là ngon. À, đó, cái mình được có miếng đây nè. Rồi, ăn thử á. Cũng đậm đà, cũng ngon. Cua rang muối. Wow, look good. Ở cái đĩa nãy mình lại mình chưa nó nấu nè. Bây giờ qua đây lấy mấy cái sushi. Sushi. Cái này là gọi là super bowl.
The soup miso. Oh, hot and sour. Giờ có thể là lấy soup. Ăn tráng miệng. Kêu người ta làm đó, mình lấy thịt đó rồi bắt đầu người ta làm cho mình, nấu cho mình đó. Em muốn súp thử nè. Súp chua ngọt, chua cay. Cá salmon nè, sashimi mới lấy. Mùi cá nữa đó. Đó là này thiếu chim chờ. Là thấy lại gần như vậy sao thì vô nữa. Cua chắc lắm, mềm ngon này. Cá bỏ tương bột mình thấy ngon quá, đây còn nhỏ nhỏ nè. Cái này da cá chiên ngon ghê luôn. Thôi cái này dessert nè, chả lồ, lấy một miếng chả lồ màu đỏ. Pudding chocolate. Cái này nó ngọt ngọt. Đây, cái giá tiền mình đi ăn là 2 người 43 đồng 98, với lại đi trà nóng nữa 2 đồng rưỡi nữa, thế luôn là 50 đồng nha. Rất là rẻ, ăn rất là ngon. Nghĩ nè, Moboto Japanese Buffet ở số 1119 South East 163 Vancouver 98683. Này là 163 Plaza. Rồi bây giờ là ăn nãy giờ nhiều rồi, giờ uống trà vô cho nó xuống lửng. Rồi thế là nếu bạn nào mà không có chưa có ăn cái buffet này thì mình nên đi ăn cho biết nha, rất là ngon. Đồ ăn thì tươi đem ra nhiều lắm, không có khô, không có da cũ đâu. Đồ ăn rất là fresh mà giá cũng rất là bình dân nữa, nên là anh có thể thấy được lắm. Cho nên muốn biết giới thiệu cho các bạn, nếu như mà có dịp thì mình đến cái buffet Moboto Japanese Buffet ăn thử nha. Thì bây giờ tôi là sẽ xin chào các bạn và gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.